Thưa quý vị, chiều ngày 7 tháng 3, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2024, đề xuất những nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong tháng 3 năm 2024. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đặng Minh Thông, ông Lê Ngọc Khánh và ông Nguyễn Công Vinh. Theo báo cáo tại cuộc họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân tỉnh, tháng 2, ngay sau Tết Nguyên đán, các ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu được giao. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng nhanh chóng ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng các ngành lĩnh vực cả 2 tháng đầu năm đạt khá. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp 2 tháng ước tăng 11,27% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,23% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 11,12%, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 18,43%, doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 55,81%, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 11,12%. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin, truyền thông được triển khai đầy đủ, kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và duy trì trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thu ngân sách 2 tháng ước giảm 1,7% so với cùng kỳ. Công tác tổ chức đấu giá các khu đất dự kiến đấu giá năm 2024-2025 triển khai còn chậm. Tình trạng trễ hạn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn, chiếm tỷ lệ 1,48%. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại chương trình hành động số 155 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu khi xây dựng báo cáo tháng, quý, năm cần đánh giá sát với tình hình thực tế để từ đó đưa ra những dự báo, giải pháp sát đúng mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Tăng cường thanh tra công vụ, chuẩn bị tốt các đầu công việc liên quan đến bộ ngành để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong lĩnh vực nhà ở xã hội, đất đai, sắp xếp đơn vị hành chính. Ông Nguyễn Văn Thọ đề nghị Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh rà soát các nguồn thu mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2024.